Hello, hello, xin chào cả nhà nhé. Em là Theo, nhân viên của hợp tác xã Dao Phút Sen. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người một cái mẫu dao khá là nhỏ gọn xinh xinh, nhưng mà nó có rất là nhiều chức năng đấy các anh chị ạ. Đây, em sẽ giới thiệu với các anh chị nhé. Đấy, cái mẫu dao này nó khá là nhỏ gọn này. Cây này thì bên em nó có mã là, nếu như mà các anh chị mình muốn mua vỏ không ấy, mình muốn mua dao không, thì nó sẽ có mã là D mini. Còn nếu như mà mình muốn mua thêm cái vỏ này nữa, vỏ dao đi kèm, thì nó sẽ có mã là GMMC. Đấy, thì nó khá là tiện. Nhưng mà bây giờ thì em sẽ giới thiệu trước cho mọi người về cái cây dao này nhá. Đây, đây là cái cây dao đi mini của bên em. Cái cây này thì nó có cái chiều dài lưỡi này, nó chỉ khoảng 12cm thôi các anh chị ạ. 12cm và cái cán của nó cũng là 12cm. Đấy, thì nó khá là nhỏ. Thì bên em thì cái mẫu dao này nó là cái mẫu dao mà mình chuyên để bổ cau. Đấy, chuyên để bổ cau trầu thì các anh chị mình có thể mua được cho các bà này, các mẹ này. Mình hay ăn trầu thì mình mua. Đó, hoặc là cái cây này thì cái lưỡi, cái cán dao của nó thì được làm từ gỗ cẩm chỉ nhé các anh chị nhé. Cái khâu dao thì nó được làm từ khâu inox. Đấy, nó rất là chắc chắn. Cây này thì nó có một cái vỏ này các anh chị này. Nó có vỏ thì sau khi mà mình dùng xong thì mình tra vào nó khá là tiện. Đấy, kể cả như nhà mình có em bé này, hoặc là các bà mình dùng xong ấy thì các bà tra dao vào thì nó rất là tiện. Nó không sợ dao nó sắc quá, nó khứa vào người. Đấy, cái cây này thì các anh chị có thể thấy nhá, nó có bốn cái chốt này, nó có bốn chốt bằng đồng, nó đóng vào trên cái vỏ này nhá, thì nó sẽ khá là chắc chắn. Đấy, các anh chị có thể thấy cái vỏ của nó là vỏ cẩm chỉ này, vỏ và cán dao nó là bằng cẩm chỉ. Một mẫu dao rất là nhỏ gọn. Cái mẫu này thì mình chuyên để bổ cau này. Bên em làm để chuyên để bổ cau. Bây giờ em sẽ tháo nó ra nhé. Chuyên để bổ cau. Bổ cau và mình có thể gọt hoa quả. Đấy, thì bây giờ các anh chị hãy theo dõi em xem cái cây này nó có những cái chức năng, nó có những cái công dụng gì nhé.